Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions chỉ trích việc hợp thức hóa cần sa tại một số tiểu bang, cảnh cáo rằng luật của chính phủ liên bang nhằm cấm dùng và bán cần sa vẫn còn có hiệu lực, là một điều có thể tạo thêm sự lo ngại là sự bố ráp của chính phủ đối với kỹ nghệ hái ra tiền này. Kể từ khi giữ chức vụ điều hành Bộ Tư pháp vào hồi tháng 2, ông Sessions đưa vấn đề ma túy, tội phạm và di dân bất hợp pháp trở thành ba ưu tiên hàng đầu của cơ quan công lực. Hiện chưa rõ là việc ông Sessions chống lại hợp thức hóa loại ma túy này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với các tiểu bang như là Oregon, Washington, Colorado và California, là những nơi cho dùng cần sa để trị bệnh và phục vụ cho điều cầu, tiêu khiển và giải trí. Trong thời chính phủ Obama, Bộ Tư pháp lúc đó đưa chính sách là vẫn duy trì luật chống ma túy của liên bang, nhưng không coi là ưu tiên hàng đầu tại những tiểu bang dùng cần sa được hợp thức hóa.